dọn dẹp hoài không hết chuyện. Dọn dẹp hoài không hết chuyện. Đó, ông chuẩn bị tôi đốt nữa kìa. Bởi vậy thấy ông cái thơ nào quên nhớ rồi. Đó, ông đọc xe lại. Chưa tới. Đọc vô đi. Trời ơi. Nhớ ám ảnh ông nội ơi. Đâu ngược đường bắt phạt á. Ở phía bên kia. Giờ tuân thủ đúng luật luôn đi. Dạ. Giờ gì mình quay luật đi, quay ở Mỹ mà, nó quen. Ta chú vô rồi nè, chú vô đó. Ở Mỹ mà. Cái chừng chết cái bụi chuối tôi đó. Rồi mới xích vô chút nữa, cho xe ông đang tới cái chỗ đậu luôn. Đó rồi đó, dừng. Ngay đâu này đi ông ba. Ủa là mấy ông lấy cái chỗ tàu cao tôi, đâu mất tiêu cái chỗ tàu cao. Không có lấy à, này, con không có lấy à. Chứ đổi nhà tôi kêu tôi phải lấy cái chỗ tàu cao mới ra nè.
bên đó quét bằng cái chổi nhựa đó. Chứ đâu ta? Biết à. Chứ tôi đã rút ra tôi cũng cái gì tôi cũng có thi cua hết trơn á. Trời ơi. Bởi mình nó thân phận mình không biết lái xe. Mua chỗ đầu cao hay mua là hai cây mà cái chỗ cùng quét thiệt là ngon. Đâu có đâu, lên đây. Đó, coi đó. Đó, lên đây. Thiên đường tiên cốt đó. Tháp tục tức tiên cốt đó. Cái mô Phật. Thoát tục tức tiên cốt đó. Điện không ra đâu, đi rồi. Điện ơi. Rồi, đã thấy ra đi rồi điện. Tới giờ tôi còn ám ảnh đâu nội ơi. Dạ rồi. Ám chi dữ vậy. Hôm qua mà, nhưng mà thầy, hôm qua thầy la cái con quýnh quá trời. Mấy ông còn tôi tới đó, ông lớn, ông bình tĩnh hơn bình tôi. Bình cái nỗi gì nổi mà. Thầy nói, chú ba nó chạy tới cái. Nhiều đó nó lột trộn cái tên trời biết đường đâu mà cái này tôi nâng lên thầy mà nghĩ thôi ghé đổ xăng đi ghé con cò đổ xăng đó thì tôi chạy lên đây cái còi bắt hả lên đây chút trời ơi nó quýnh luôn hết rồi mà áo cứ ông rè nó tới rồi chạy đâu kịp mà chạy nữa hết đường chạy nó tới rồi mà ông cứ ông đường đâu chạy không tới ơi cha bận gì rồi nghe má nữa cũng vui nó cũng qua tai nạn trời ơi thiệt phải có vậy mới thành tai nạn á mấy thấy, thấy mình có cái phước thoát nạn á mà tôi... tự nhiên cũng thấy tới đó tự nhiên nó ngắt lửa nó không cháy không, nữa hay, tôi suy nghĩ là tối tôi nằm tôi quán chiếu hoài theo nó cháy luôn rồi nhưng mà làm cho mình mừng mừng nhưng mà nếu như ông không cháy nữa đó là làm mình nguy hiểm tại sao mình hồi cứu quả thì một hồi nó bắt nó cháy cái kho này nè. À. Nó mới chết đây nè, cái kho này mới chết nè. Ông thấy không, còn ngay trong cái nhà mình nó dập được tạm rồi.
mà lửa mình có nước mình cũng đã kéo ra rồi, nhưng mà nó nằm ấy tới một hồi mà mình nghĩ là mình dập tắt rồi đó, còn lại nó ở dưới cái đít kho đó, ở dưới cái hầm đó. Rồi ôi nửa đêm mình nó bừng cháy cả làng, chết luôn, đỡ được nào, nó qua được cái nạn kiếp nạn tai thiệt. Dạ, thầy ông nói ông có gọt bánh tét rồi mà anh ở đâu? À, thầy nói ông đâu? Ủa giờ này đi làm rồi. Giờ này anh đi làm rồi sao? Anh cho tôi làm phụ với. Có lên không? Ông có lên đây không? Thầy hỏi ông có lên không? Dạ, okay. Lên chào lên chỉ cái hiện trường không? Ok. Hiện trường ngày hôm qua. Cái này ông tét này nhưng cái này sao bữa nay tôi làm nếp nó hơi cứng quá, bữa nay tôi gói lộn nín, không nín, gói nín. không có nín đâu sao nín được, gói nó quen rồi thì nó thấy coi, gói nó quen rồi thành nó giờ nó cuột nó đẹp rồi, thấy không, nó đẹp rồi, đọc bánh kia không. Ông thầy cái tới giờ ông điện tới giá cho ông đừng tới luôn đi, đừng tới, tôi để tôi chiên cho mấy ông ăn nè, năm chỉnh hai tấm nè, ăn này cái nhân nè, đó đó, cái này là cái nhân hôm qua nè. Không, cái này khác à. Khác nữa. Nhưng hôm qua nhân dừa rồi, nhưng mà nhân đậu xanh không à. Không tới thì tôi để dành tôi chiên cho mấy ông ăn. Nó không tới rồi. Nó hơi cứng à. Nó chiên ăn ngon. Không, thì mở cho mày cái quay cái nó mềm lại à. Mở cho mày cái quay á, nó mềm lại. Nhưng mà vậy nó ngon thiệt chứ. Dạ, vậy nó ngon rồi. Thật rồi. Đúng không? Không cứng. Không ăn rồi đúng rồi. Ừ. Ngon. Nhưng ngon anh. Ừ. Ngọt mặn. Ừ. Nghĩ hiện trường vậy ha. Chứ còn chỉ một chỉ mà tôi không liều nhờ đi dập lửa, ống nước tôi không kéo qua kịp là cháy đi rồi, ống nước cũng chảy không bao nhiêu, nhưng mà nó đỡ không đủ, đỡ chứ ai nó biết cái chỗ dập. Thôi nó qua tôi tới rồi, nó thôi rồi rồi, y như Tử Di nói nè, lúc mà thầy đứng ở ngoài này thì la nó cháy tới cái kho rồi đó nghe, là lúc đó con đang đứng ở trong, ông sĩ ông vừa điện thoại tay á thì là bật cầm điện thoại trên tay thì đút cái ống vô cái bình nước nóng á, đặng lấy nước ra. Trời ơi, mà tôi mai tôi nhớ thời gian tôi chạy về mà tôi không chạy về mở nó không ra, cho nên phải bình tĩnh hết, chứ không bình tĩnh là không làm gì được hết trơn á. Làm tóc ngủ quá. Ngủ đi tóc dài luôn à, tưởng đi tóc bạc hết á, ấn hiệu. Nó là ông đã ứng nghiêng cái Tử Vi ra, chết ra rồi. Tử Vi nó nói là đánh điên rồi nè. Cậy với tôi dữ lắm. Cái bữa ông đưa tôi ra phi trường, ông đang rước tôi mà thịt xém nhà hào tử đó. Chứ ông đang rước tôi mà. Nguồn về chợ. Mấy nay tôi muốn đi xách xe tôi xuống chợ, tôi mua mấy trái cây tạo mà tôi nói cử hết sang chiều luôn đi. Hôm qua là ngày gì mà nó cháy tùm lum người ta, xe cứu hỏa chạy suốt đêm suốt ngày luôn qua nay á, chạy thùm xe cứu hỏa chạy không nổi, mùi gió này nè rồi mắc cười thiệt chứ trời ơi, cháy con chút quả cái thì 6-7 cái xe cứu hỏa đậu qua ngay ngã tư này mít đường luôn, không đậu mấy cái gì luôn hả, không cho xe vô mà xe là chạy tiền mít nhiều không rầu quá. À, mà mình nghèo mà chơi thôi, giống như nếu giờ đó đạt bao nhiêu mình cũng mừng nữa, đừng cho nó qua tai nạn đi, chứ ngày hôm qua mà nổ mấy đó này, mấy ngày nó có chặt tiền thầy đó, thầy trả góp được hết này, 10 tháng 10 đồng 10 đồng đó là tháng 10 đồng. Ừ. Trời đất ơi, làm sao mà chặt nhiều, 10 đồng chặt nhiều kệ nó, mình trả tháng 10 đồng. Trời ơi, trả cả đời ông nội ơi, thôi kệ đó, thôi rồi quên, trả bắt công trả cả đời.
thôi từ đây mà nói lửa tôi sợ rồi, thôi không có đốt đây đâu, đốt đây nó cháy văn tử nữa thôi. Sợ Việt Nam nó không sao, bảo Mỹ đụng cái cháy tùm lum tới lại vậy, sợ rồi đó. Sợ mà tối tôi ngủ tôi giật mình hoài đó, không phải đây không phải tôi sợ cái gì, nói trời ơi nước rồi biết 15 feet kể từ cái nhà đó, từ cái chỗ này là 15 feet. Chỗ nào mà có xây dựng á chắc 15 feet. Cái này là 10 feet thấy không? 10 nè. 10 thêm 5 nữa. Do là cái hàng rào. Tương rưỡi. Nhưng mà hôm qua mình không sao mà tại vì nó cỏ nó khô quá. Là ngày qua buổi chiều nó ấm, nó cỏ nó khô quá trời. Như gió tự nhiên ngày hôm sáng nó lại nó thấy không ai bị gì. Nó hỏi con người có bị gì không? Không. Còn nó ok rồi ha. Chứ nếu có người lúc đó là ông khỏi phải đứng đó mà làm cái nó được. Nó mời đi liền còng trước hả? Có giấy tờ ra. Mà sáng tôi dạy tôi nói tôi trời, nếu mà qua tích tắc vài phút nữa thôi thì một là mất mạng là ga nó nổ, hai là giờ nở tù rồi. Ga nó nổ là bánh xác không ở tù. Còn đâu nữa. Ở tù đợi gì ra tòa tính sao chứ không phải là nó bắt vô tù là có tội đúng không? Đúng rồi. Nó cứ nó bắt vô đó đi rồi xong rồi nó mới điều tra đúng không? Rồi tới vô phải có người bail ra nữa trời ơi thôi tiền đâu. Đây bởi vậy thành ra là cái vụ này nó mới hay đó nghe. Tòa án Mỹ này nó hay lắm. Nó có một cái đường cho thầy thoát thân. Ví dụ như bây giờ nó phạt cái thầy tiền bail là 3 ngàn phải không? Thì ở tại tòa án nó có một cái công ty. Cái công ty đó nó chuyên cho thầy mướn cái tiền để bail. Có gì luôn nữa. Đóng cái đường cầm. Ở Mỹ được gì vậy thôi. Hay không? 3 ngàn phải không? Cho ông mượn tháng 3 ngàn. Thằng đó nó nộp vô cho tòa án luật sư đó 3 ngàn. Nhưng mà thật ra thì nó chả không có 10%. Nhưng mà tôi nói không nghe, nếu như ngày qua mà nó cháy á, ví dụ nó có cháy thật sự, nó cháy cái nhà tôi nè là một nè, cháy cái nhà đó, cháy xong rồi qua cái nhà bà kia, cỏ bên kia nó cũng khô nữa. Nhà bà kia xong nó tràn qua cái freeway rồi thì không khe. Mà mấy cái khúc sau thì nó không cháy nổi, tại cái sau này là cái xưởng nó cho mướn cái hàng rào, nhưng mà cái sau nó không cháy là tại cái xưởng đó. Rồi bây giờ tôi nói á, nó cháy là vậy nè, là nó cháy qua cái nhà tôi thì một cái nhà Linda, hai nhà bà đầu đường là ba thôi à, nó được có ba nhà đó. Mấy nhà này nó chuẩn bị rồi, mấy nhà này bởi giờ bên chiều đây tôi phải tính nè. Còn hồi tôi đi mua, ủa tôi không mua đâu, tôi nói ông Đa mua tôi trái cây, tôi qua tôi cảm ơn người ta. Cái nhà mà hôm qua nó xịt nước á, nó chứ phải qua cảm ơn, nằm ở cái nhà nào ta. Hôm qua lúc nó quýnh quá rồi, không biết thật sự nó tá tá quả lúc đó, thì biết còn thanh kiều thôi. Bây giờ phải mua trái cây, mua này kia qua đó chứ. Mình đó, thứ nhất là giữa con người với con người, hai mình cũng phải biết ơn người ta khác. Dù là người ta bảo hộ cho người ta mà ta chuẩn bị hết rồi. Hôm qua là mấy nhà này cũng chuẩn bị chứ đó. Con cái người ta mà đó thì nó cháy lên cháy ba căn là nó đủ cộng tôi đi trước rồi phải không? Một căn nó cũng đã cộng. Một căn nó cũng cộng nữa hả? Nhà ông nó cũng cộng đi, đừng nó nhà người khác là nó coi cái ai trong đó hơn mình chừng nào mà không có ai không trong có ai lúc đó là nó lụm không trước. Ông là người gây ra thì nó lụm trước cái đó. Vì nó nói nhà người ta còn cộng trọng tội nữa. Còn bây giờ nhà của mình tự làm cháy nhà mình đây nè. Cháy đây rồi bên đây đi, qua đây không, qua một luồng đây luôn nữa trời ơi. Bốn căn luôn dính liền. Nhất gia hữu, gọi là nhất gia hữu sự. Mà thứ mà gió chiều ngày hôm qua đó hả? Trời ơi, nó mạnh. Nó phân. Mà nó khiến sao? Hôm qua có lại sao mà sao nó vô tới cái vách cái kho nào không hay hết trời. Nó sao mà lại dữ vậy? Động. Có khô đó. Tôi lại trời, lại chúa tôi từ đây thì sao? Không có nói vụ mà cầm lửa đi đốt nữa. Sợ quá, nó sợ rồi. Video đó mấy là mà sao kỳ, tại ngày hôm qua tôi bắt cẩn á, là tôi nghĩ là có ông sĩ ở nhà chứ qua tôi thấy không có ông sĩ, ông nội tôi cũng dám đốt nữa. Còn thường thường hồi đó tôi đốt là tôi phải chuẩn bị 2 cái vòi nước, mà sao ngày hôm qua mới kỳ cột chân miếng. Quay con lại sao, ủa sao ông lửa đâu túi ông móc ra ông lục
chạy đi. Tôi thấy nó rồi, thấy trời nắng ngon quá, cỏ nó khô ngon quá, thôi mình đốt cho khỏe. Cũng tham, suy nghĩ hồi sáng hôm qua là tôi nói tôi trồng tới đó thôi, thấy không? Cái tôi ngồi cửa sổ tôi dòm dòm tới trời ơi, một cây ớt vậy á, mình bán ít nhất cũng làm 20-30 đồng bạc. 20-30 đồng bạc mình chúc được mấy cái phần cho người nghèo nữa. Thôi mình ráng mình làm thêm đi, cứ kệ trồng thêm vài chục cây cũng được. Ông nội ráng làm trái. Mà nhờ nghĩ lành á, nhờ nghĩ lành á cho nên nó mới qua khỏi chứ mà. Cái này tôi nói thiệt đó. Tại vì hồi tôi mình ráng chút đi. Nhờ nghĩ lành á. Ủa, hồi tôi cho cái miếng canh giá. Không miếng canh mà miếng canh qua lớn vậy nào. Nó không vừa ông bự của tôi rồi. Không có giống nhau à, lớn nhỏ sao rồi. Tại vì iPhone mấy có biết đâu, mới đổi đó, phanh tung cái nhỏ mà dởm mà. Trời ơi, ăn nữa đi, mang bánh này nè. Thôi, ai uống trà nữa nè. Nãy ông thầy nhỏ ông gọi. Ông gọi, tại nay thầy có gì vui gọi thầy. Ông gọi tính từ giả chú qua. Ông đi đâu từ giả nó đi vô thùng hết rồi, sẵn sàng hết rồi. À, thì một á nhưng mà được ở lại đó. Được ở lại thì dọn đi chỗ khác ở. Còn không được ở lại dọn gì Việt Nam ở. Cũng được. À, nói, dạ thì thôi ông trang bị cái tư tưởng như vậy cho nó chắc ăn đi cho rồi. Cũng để không phiền mình nữa. Thôi đúng là ông hơi lách cách ha. Không vậy mà có nhiều người cũng khen cái ổng vậy là hơi đặc chất. Thì phải là ba mấy tuổi mà. Mấy tuổi chứ khi có nhiều người cũng đậm. Người cũng đậm. Bởi vì thấy cũng không được, mình không biết kiến gì. Nhưng mà thí dụ như giờ ở đất Mỹ giờ quý thầy qua đây nhiều quá rồi ông ba. Nó dư quá rồi. Thật sự ra bây giờ hồi xưa sợ là không có quý thầy tín đồ, không có người hướng dẫn. Bây giờ ông hướng dẫn đâu cũng có chùa ở trên rồi. Ở chỗ mình là tiểu bang nhỏ thôi mà tính nguyên cái tiểu bang này bao nhiêu ngôi chùa. Tôi nói tiểu bang chỉ chỗ này thôi nè. 6-7 ngôi chùa rồi. Đó thầy coi. Thôi bây giờ mấy thầy không nên qua Mỹ nhiều. Ví dụ như khổ sự đặc biệt, ví dụ như lỗi như tôi đi. Kẹt lắm, tôi phải cần có người đang thừa kế tôi. Lo lắng cho tôi thì tôi phải lãnh chứ thôi tôi cũng không lãnh nữa. Chứ thật sự ra thôi cũng nên tính ra qua Mỹ giờ nhiều quá làm cái gì rồi cuối cùng rồi gọi là buôn thần bán thánh. Nói vậy ta nói vậy mình qua Mỹ làm cái gì hiểu không, mình nó khác. Tại vì hoàn cảnh giờ tôi giảng dạy được thì tôi ở lại, chứ còn á thứ hai nữa tôi có cái tiếng nói được, mình nói chuyện nó cũng lưu lót, có cái trí nhớ da một chút. Chứ rồi qua Mỹ là cái ngồi bám mấy cái đồng đô làm cái gì chứ suy nghĩ phải không? Không ai cũng nói thầy nhớ dai thiệt. Ông này ông cái ông nội đó chứ. Còn nói cái ông nội đó trời ơi, ông nội đó nhớ dai chứ. Hồi đó nhớ hội Việt Nam đi họp giáo hội hay là họp nước rồi đó. Mà mời thì mời hết các chùa đi họp. Rồi là cái thầy mà ghi biên bản á là về phải hỏi lại tôi à. Tôi tưởng thật không thiếu một chữ nha. Bởi vậy tôi không để cái đầu tôi được cái đó người ta nói ông đó không nhớ dài chứ thật không thiếu một chữ, không thiếu một chi tiết á. Ông mới nghe này trời ông không nhớ dài, ông ngồi ông nhớ dài chứ. Nhưng bây giờ có những cái cũng muốn quên à, có những cái cũng muốn quên à. Mà ta sống với khi mà mình đụng chuyện vậy đó, mình mới thấy cái lời của Phật dạy nó có thực sự gọi là có gọi là thực tại, mình gọi là thực tại nghe. Chứ thay giữa cái phước kẻ quả nó chỉ trong lần tơ kẻ tóc thôi, thấy không? Nếu ngày hôm qua mà dập không kịp cái biến dách á là quả chắc luôn đó, chắc luôn. Quả là quả chắc chồng luôn á, chứ nó chỉ trong đường tơ kẻ tóc thôi. Mà chú có nghĩ rằng khi mà chú nói cái ai thấy giống không ai hả? Không có, ở trong đang kìa, phải không? Xe ông đang lên. Khi mà chú nói tôi mới giật mình thì nó tắt thiệt chứ mà. Thì tới đó nó tắt. Lúc tới đó nó tắt. Bước trong nhà bước mà ra tôi, sao tôi không dám nói. Tôi không dám nói vậy cái tao nói ông thầy ông nổ phải không?
Cho ông sao, không thấy tắt đâu anh chứ. Sau này ông nói tôi mới nói. Trời, bước trong nhà bước ra, ủa sao tới đây nó tắt rồi. Lửa không còn ngọn nữa. Nó rung dưới không à. Trời, ông này trông dữ quá ta. Tôi không có dám tự hào. Tôi nói lúc đó tôi đây, tôi đây thần thông dữ lắm hay sao? Tôi nói trời, tôi nói không lẽ cái quả gì mà nó tới đây là 3 năm mà tôi điêu đứng rồi. Tôi cử nó thang nhiên mà bữa nay là qua rằm tôi mới dám ra tay. Qua rằm tôi dám ra tay. Mốt là mai rồi. Đi, sẵn ra ra chỉ cho ông nghe, ông coi thì cho ông giật mình. Ông đang đứng. Ông đang đứng. Đi nè, có tường thật từ đầu tới đuôi đi. Đi. Trời ơi, bao nhiêu người xá thì cũng mong tôi tự thật cái hiện trường. Cái cần nhiều đỡ, nhiều dắt gì không? Trời ơi. Cần trường, trần thật cái hiện trường. Cái này, cái giờ ông đang mai chút xíu nữa là bây giờ một là tôi chết, hai là giờ tôi ở tù rồi đó ông nè. Thầy ông đốt đi, đừng qua tôi tường thật cái cảnh cho ông coi với ông vô tư đúng nha. Nhỏ có điều con xưa cái chú này biết không, là cái nhà con đương không có bảo hiểm thì đó thầy có biết không con. Nhưng mà ông đốt đi rồi qua tôi tường thật cho ông coi với cái chuyện thầy đâu có sao chết nổi, sao mà chết nổi. Ông đốt nha đi, chạy mất đất thì chỗ này rộng mà đâu phải trong nhà. Ông đốt nha đi, tôi chỉ ông không có hiểu đâu. Đấy. Ông chưa biết vụ đó. Thì ổng tỉnh bơ. Đấy gì? Ông đang mà ông tỉnh bơ chứ ai tỉnh đâu. Nè, qua cái này. Nói chuyện vặt nó có gì đó. Chuyện đó, mọi chuyện vặt tôi đây. Trong mày chống mà thầy đâu. Thầy trong nhà kẹt thì con mới sợ thầy chứ còn. Việc cái này ra đứng. Ông ấy sợ với trận nít nó dạ. Đi dập đập đinh. Rồi ông nói chuyện chơi ông nè. Con nói thật đấy. Thầy ơi, ông Bảo ơi. Bảo ơi, đừng có giục đi mấy cái này nha. Tôi cần mấy cái miếng này lắm, đừng làm. Để làm gì? À, tôi làm này nè. Đừng qua tôi đi mua rồi. Cái thấy cây đó. Hay quá, nó chịu, hay quá, tôi cảm ơn trời đó. Ê này, ông thấy chưa, tôi đốt ngay đây nè, nó còn cái giấy phòng chứng nè. Dạ. Vậy mà nó cháy lẹ vậy đâu, nghĩ coi. Bác, bây giờ mà cỏ nó khô, cái đó thường nó thấy. Đây nè, ý tôi nói nè. Khi mà thầy đốt ra thầy có nước. Đây nè, cái chỗ này nè, ông nghĩ nó cháy tới đây rồi, tôi nói hết kịp rồi, chứ ba thôi hết kịp rồi. Ông bao đó thôi, giờ bỏ cửa chạy lấy người đi, cứu mạng trước, ngay cái đầu ga không. Mà tôi lấy cây tôi đập mà đâu không biết, không nhớ vụ ga. Mà ga lâu năm rồi, ông nghĩ mai phải có cái cây mạnh mà cái sức của tôi mà tôi đập cái là nó gãy một cái là phải nó nổ banh cái. Dạ, không có ga lâu, cúp lâu rồi thầy. Thầy cúp lâu rồi dạ. Nhưng mà thôi, con biết ở ngoài này thầy không thể nào thầy bị nguy hiểm được. Nói rồi chạy trong nhà với thầy nói về chạy trong nhà để biết có cả... rồi, nhưng mà không có nó cháy lan lẽ mà không hay. Nó cháy qua tới đó luôn kìa, thấy chưa, mà không hay luôn á. Cứ nghĩ nó cháy ở đây thôi nè. Còn nói thầy nghe, còn thầy cái lớp cái lắm khổ được. Ôi trời ơi, hồn dĩa lên mày. Ông này á, ông xạo nó cứ thầy ơi, bỏ cô chạy lấy người đi. Thật là bỏ cô chạy người, ba cái mấy này thầy giữ lại cho con nghe này. Trái vào một cái làng đây nè, ông coi nghe. Thì đúng rồi đó, nhưng mà nó có điều khi thầy làm nhiều lần mà sao thầy không nhớ hả? Thầy khi thầy đốt là thầy có nước sẵn bên cạnh chứ. Tôi nói đâu phải không nhớ. Đã cái dây đã hôm nay rồi, nói rồi là phải làm cái ống qua. Ông sĩ cũng không làm. Rồi cái dây của đằng này ông cuốc qua đây ông làm. Thì mình nghĩ là đã có sẵn ở đây rồi, thì có gì sọt ở đây. Mà trò sáng sơ chỗ là hôm qua tưởng thấy cái xe ông ba với cái xe cái bà đầu đường, thì con mắt là mờ, tưởng nó xe ông sĩ, tưởng nó không có nhà. Ông hiểu mà ai vậy, ông đi chợ ông mua hồi nào mình không hay. Đó cuối cùng á, tôi qua tôi đây, mấy ông ơi, tôi bắt đầu ra tay cái đốt nha. Mà không ai trả lời. Lỡ vừa nói thì hột quẹt nó bật lên rồi. Hột quẹt bật đốt rồi. Cái tôi nói, cái họ tôi nói, mấy ông ơi, chuẩn bị cho tôi cái vòi nước nghe. Đó. Mà ông ba ông nói giờ không có miếng nước nào, không có vòi nước nào. Bắt đầu tôi nói, trời ơi, nó cháy rồi. Tôi bắt đầu tôi nói cháy cái kho thôi. Cái vòi nước có chứ, bên kia không có, bên này có. Không nước ở đâu ra. Không nước ở đâu. Không có, không nước hả? Bây giờ lấy con bên đây, trong cái bữa mấy bữa không có. Trời ơi, mà tôi nói, tôi còn mừng thôi, tôi nói lỡ rồi, nó cháy cái kho cũng không sao đi. Bởi vì nó cháy kho cái chỗ đó, sau đó là cái nguyên cái công ty nó cho mướn cái nhà vệ sinh, thì nó không có nhà cửa, mình cũng không lo thiệt mạng. Cái tới thì tôi dòm lại, nó cháy cái đây nè.
tất ra rồi cái này là cái kẹt nhất còn đó, nhưng mà có điều tôi đành chịu thôi. Nếu mà cháy vô tới cái này nó mới liếm bao nhiêu đây à, có liếm thì không sao, ông đợi chút xíu nữa nó liếm vô tới chút được mới đạp chín nó lên được đó. Đó cái này là con kẹt nhất tại vì con không có bảo hiểm, thầy biết không, con đừng kẹt giờ phải lo cái bảo hiểm đi, nó bảo hiểm nhưng mà chưa xong nó không chịu, nó phải làm xong mới chịu, nó lên nó coi cái nước final nó kẹt như vậy đó, final inspection rồi hen. Để thôi để mà ông diễn tả, ông nghĩ cái sự cúng cái mạng cũng lớn đó, nó tắt rồi thì khi nó lỡ rồi nó nói thôi tắt rồi. Dạ. Tắt rồi khỏi không, chưa lỡ tới chưa, chưa tới cái tính cancel mà chưa kịp cancel thì nó hú tới rồi, hú tới từ từ rồi bắt đầu cái kho nó bốc nó cháy lại. Chứ nếu mà mình cứ khi có quả nó tới nó đuổi mình ra, vâng, để cho nó làm, vâng, thì lúc đó là buông cái vòi nước rồi. Nếu như mà có mà mình cancel có quả hay hoặc là nó tới mà không lấy lửa phát đó đó thì mình bỏ rồi mình đi vô rồi tối rồi cháy nguyên làng rồi luôn, bị nó cháy với cái đáy kho này đó. Nhưng bây giờ phải mua ông ngày mai ngày mốt mua cho rồi mấy cái trái cây đi, cảm ơn nhà đồng nghiệp nó lấy vòi nước nó xịt cái chỗ đó đó, chứ nó xịt chỗ đó nó làng qua tới cái nhà mình tiêu luôn rồi, không thấy không, không hay luôn. Lúc đó trời đất không biết ông này á, tưởng đó ông lớn ông già ông bình tĩnh ai vậy, ông cứ ông sợ ông chết không à, trời ơi giờ đụng chuyện mới biết là ông ba sợ chết. Yêu đời lắm, bạc kiệu trong người đấy nghe. Nhưng mà thôi chuyện này bạc không có đáng gì đâu, có điều nó tôi ôm cái tấm bự vậy tôi đậy xuống một cái tôi tưởng nó là nó tắt hả, đâu có đâu, có. Nó ông liền luôn, đúng không? Mẹ không đã hôm qua đó là tôi nói là thôi mình trồng mình hôm nay trồng từ cái dách này cho tới cái chỗ này thôi đúng không, cái tự nhiên đứng trong cửa sổ dòm ra nó trời tiếc qua bỏ mới đắt trồng hết thầy, con làm cái hôm qua con đi mua cái máy cày cho thầy á, nó chỉ còn cách hay quá khỏi làm cỏ mà nó tốt thoải mái nhiều cái cày kia không có cần cỏ, máy cày bao nhiêu tiền, mang cày cả 600-700 không phải làm, nhưng mà thầy cứ làm mấy cây thầy phải làm cỏ, mà bây giờ thầy có sức làm cỏ, bây giờ thì chỉ có trồng thôi đó, nó chỉ có này cách hay lắm rồi, hay lắm giờ con nghĩ lại nè, mới tiếc cái miếng đất này nè mới thôi, cái đó thì làm hết giờ con làm từ đây nó luôn đó, bây giờ vậy không làm gì nữa, không giờ nếu mà tốt càng tốt nữa thầy. Ôi rồi ơi hồn vía lên rồi, mà một mình không sao, ông này ông lăn sang mà cái giò ông quét cũng may ông mới gọi con thiệt tình, cũng may ông mới tỉnh trí ông còn gọi con được. Ừ. Ông còn gọi con. Biết gọi ai giờ? Biết gọi chín một mẫu, quanh quanh đây. Bác sĩ nó cà lâm, nó không có nói, nó hỏi hoài tôi, nó bây giờ có tới. Đó, bây giờ là tôi là lúc nào cũng chuẩn bị mấy cái ống này nè. Đó, bây giờ là cái vòi nước ngay đây nè. Mà lúc đó bị ông. Cái giờ đó. Ông đây, cái giờ đó ai đâu. Xong rồi. Nó chỉ ở biên giới nó phạt con thôi, con chưa biết nó phạt bao nhiêu. Tại vì nó hôm qua con nói chuyện cứu hỏa đó, nó bảo nó lấy tên con với cái số phone con, nó lấy nó phạt con. Nhưng mà ok rồi, con có lỗi con mà. Thì tao lần này cũng xin lỗi đó, tại tôi con xin lỗi thôi, con biết hôm qua mình cũng nói nó rõ ràng là tại vì tao, nhưng mà nó không có sao. Nó dạy cho mình một bài học. Dạ, không sao. Ờ nè, thấy không? Không phải nó trái nó tới đây nè. Dạ, không sao, thầy càng tốt. Nhưng mà bây giờ biết cái nhà nào ngày hôm qua mà cắm cái vòi nước ra đây, mình đi cảm ơn người ta đó. Mình muốn đầu tới cái cảm ơn người ta một tiếng chứ, thật kỳ. Không, không, à, bởi vì tất cả cái hàng rào này đều có cửa hết. Mà nhà nào cũng có cửa hết. Điều này chắc cái chỗ của mình cũng phải mở cái cửa nữa. Mình coi. Ông từ đâu trái bên tôi, từ đâu bên tôi còn cổng cỏ. Ờ, cổ này chạy tại bên kéo. Nó kéo nó làm nó nhanh lắm. Nó liếm lẹ quá trời lẹ luôn rồi tôi không chịu nổi luôn. Ổng ở ngoài ổng hét lên nó tới đi. Ông nội tôi này tôi tặc giá lộn xộn hết rồi, chưa đang được chỉ được. Mà kín nước. Được rồi. Tôi biết chứ giờ tôi đâu có biết là ông sĩ không có nhà. Đó, cái ống này nè, thấy chưa, lúc nào tôi khờ vậy nè, mà mấy ống lôi cái ống của tôi đây, giờ tôi quay lâu đó lại tôi để đó. Đó xung quanh nhà là phải có cái ống nước gì nè. Trời đất ơi, có gì là mình bật nước liệt đi ra sao nữa không? Ổn đất nha hả? Dạ được. Trời đất ơi.
ông vô tư lắm, ông không, ông nói vậy á, ông đứng ở ngoài ông nói vậy chứ ngày hôm qua ông ở trong cuộc thôi, ông vô tư có nổi không? Ừ. Ai lúc rồi. Thầy nghe không? Hai ông ngồi ghế đó được không? Ông được, ông cho ông cái ghế riêng này. Phải ông chen vô đây mà nó chặt không? Trời ơi. Thôi tôi tắt tiếng luôn à. Vô tư. Không, tại ông ở ngoài, đứng ngoài ông nhìn vô thì ông vô tư. Ngày hôm qua ông ở trong cuộc đi, ông mới biết ông vô tư có nổi hay không. Cái này đậm đâu uống hết, tôi hồi đi về. Tôi chỉ không uống đậm. Bây giờ từ từ tôi pha cái tức trà nhất á, là tôi để đó cho mấy ông uống đó. Cái bình này tôi rẫm tới tối được. Thôi, hết thanh viên tôi rồi đó. Nạn kiếp, nạn tai à. Tai dần với thân chứ sao mà tị với dần nữa cũng bị ảnh hưởng gì thầy? Không có nhiều, tôi chưa nhiều. Rau. Ra hầu tháng 7 tháng giêng coi chừng mà cái tự nhiên nữa là hầu cái tôi sạch tiền sạch của tốn tiền thôi đã phải rồi. Đúng bài rồi. Rồi tôi nói trời ơi tôi hết hồn, ở tôi đâu đó đi đâu đâu, thị phi nè, thưa kiện nè, tiền của nè đó, bao nhiêu cái tôi né dữ lắm, tháng giêng tôi né dữ lắm. Thà đừng biết. Thôi bố không có câu gì đâu. Đâu đây thoải mái hơn, vô đây mát mà không? Ngồi đây, ông đây thoải mái hơn chứ. Ông muốn thưởng thức cái... Rồi, ông ba ông dạy ngồi đuôn mình, ông nói ông đa không chen coi đó được đâu tính. Ai được đẹp đẹp đó kìa. Trời ơi đâu con sĩ nữa trời ơi. Ủa anh cháy qua tới đây luôn hả? Đó bởi vậy. Mày phá tao không được, mày phá không. Vô đây. Mày vô đi đây. Làm thầy run bắn người lên. Bởi vậy ngồi làm đạo trời ơi thôi. Mà ông đang ông lấy không sao. Có sao đâu. Ông đâu cả đâu không sao đâu. Không, ta con biết là không mất mạng được. Tại vì nó mày trốn như vậy chạy được hết. Vô trong nhà con mới chết đó, con mới chết kẹt. Thầy mà trong nhà thì con chết kẹt. Trời ơi, ai bảo trong nhà. Không biết đâu, thầy biết ngủ mà nó cháy thì thầy sao? Người ta ngủ mà mình cháy thì sao? Không, mà cái cháy bên này là mới cháy nào? Cháy hôm đêm qua. Mới cháy tới đó hả? Lúc luôn. Ở trong mình lo mình dập. Đây là cái ly của nó, đây ngoài đâu có thấy. Nó len ra tới cái cây này nè. Cái hàng xóm nó thấy ra tới cái cây này nhưng mà tôi tưởng là hôm nó còn cháy tiếp chứ. Có cháy ngày hôm qua rồi mà mình cứ lo ở trong không, mà mình không có lo ngoài. Tới hồi mình thấy ở ngoài là cái lửa nó ra tới cái cây này rồi. Cái thằng hàng xóm nó mới thấy vậy, nó lấy ống nước ra nó xịt phụ ra, nó xịt phụ bên ngoài này nữa. Thầy sáng làm có 2 tiếng thôi. Mấy trăm? Mày mai mày làm nữa hả? Xong rồi á hả? Ừ. Vậy thôi chiều lòng bên đây luôn đi, không lòng bên đây luôn chứ chạy về kia cho mệt. Ở dưới nó chạy lên đây mà không làm á. Đó thì thôi để làm luôn đi thầy. Tôi không làm á, chịu chơi đi làm. Làm gì? Hả? Cái nhà thầy muốn làm nhà cho xong đi. Cái chứ ngồi trước bàn. Ông làm cái gì? Làm xịt cái đó cho. À nó xịt ông ra đi, mai mới làm bên đây, mai hai ông làm đây trọn ngày. Mai thứ tư trọn ngày. Sơn cái cửa để cho nhà ta bán. Nè. Bà kia nói không, em nói là em làm sơn mấy cái cửa này không? Sơn không, mấy ông nè sơn ở ngoài nữa, mới sơn mấy cửa xong rồi hỏi xong rồi nó xong rồi bà nói ok bà ký chắc mới thằng đi về đi. Trời ơi, đi ngay với con đi nữa. Ngồi dưỡng đi được nhiêu? 300 vậy mới ăn rồi. Ông thầy sợ đi, thầy ăn thôi. Ông ăn này đi. 8 giờ tới, 10 giờ đi. Ngon quá. Tao bỏ đi bỏ đít mày được không? Anh tưởng là nó ngồi cơ sơn ở cái cơ lơ ngồi nữa mình mới cho giá vậy. Thấy không? Bà tưởng là chỉ có mấy cửa rồi bà nhà. Ai nói là nhà mấy triệu mà không?
Chị hơi thì, 300 đồng. Ừ, là có cái láng gì đó không? Thầy chơi. Mày bởi vì cho nên không vì nói chơi là nói chơi được, có nói chơi cũng là nói thiệt đừng buồn. Công nhận cái khi đụng chuyện rồi biết là con người mình ai cũng sợ chết. À lúc đó ông bao nó thôi thầy thôi tôi cái gì tới rồi tới đi, mà trong khi chúng ta đã trái vô cái vách rồi mà nhớ lại ông đang chưa có mua bảo hiểm được, mà không gì? Còn cách nào nữa, ông không có nước để chữa, cảnh sát chưa tới, ông đang không có, ông sĩ không có. Tôi nhưng mà em phải nói em nói hay hay không hay, nhưng gặp em ở đó là không có cháy cỡ đó, em lấy mấy cái dán ép á giục lên, dù có cháy đi nữa. Giục nó cháy luôn. Không, tôi giục rồi. Không, ông lấy cái miếng mỏng teo à. Anh lấy dán ép á, dán ép như làm trong đó. Cái miếng mỏng giá còn không phải đó thiệt á. Cái lúc đó là thật sự là không biết làm cái gì. Không biết làm gì, tôi thì tôi cứ lo cái hết đường rồi tôi nói thầy ơi, bỏ của đi. Chạy lấy người. Bỏ của chạy lấy người. Em nhớ anh không? Em nói anh không? Coi có cái gì á, đè nó lên. Mà không có thiệt á, khi mà đụng chuyện với ông ba ông yếu nghe đâu ông yếu quá ông chơi rồi chơi rồi chứ ông yếu rồi mà chạy về đây được ông, tôi nói tụi mở lô chạy về tới đó cứ rủi mày rủi rồi rủi tan rồi chạy về ông chỉ chạy về ông vừa nói vừa khúc mà mình chưa nói được cái gì hết trơn. Tại vì đang đặt cái ống đút cái ống được chỉ cái ống đút vô cái chỗ ổng là sao rồi đúng anh gọi không mà cái lúc đó cái ống là sao tôi nói nghe nè. Nó có từ thật từ đầu nè. Hai giờ đầu tiên tôi qua tôi lên tiếng nước rồi, tôi nói mấy ông nội ơi chuẩn bị cái ống nước nghe tôi đốt nghe. Thì hai giờ không có ông sĩ ở nhà, ông sĩ đi chợ đây không. Ông làm lên nè. Thì ông nghĩ đâu có chuyện gì lớn đâu, không ăn đua gì chuyện nhỏ. Tôi qua ông làm gì, ai về ông đốt mẹ trái rồi. Tôi nói ủa sao lửa đâu trong túi ông sảnh. Tại nó đốt mà đâu có dạp kịp. Rồi cái thứ gì nó cháy. Ông đốt xong rồi cứ tôi đi lên trước. Tôi lấy cái gì đó không biết, tôi quay ra sao tôi nhìn cái nửa cái chết mẹ nó ra tới nửa nhà rồi. Mà mắc kiệt. Có mấy bước à. Ông nhớ bữa đây không? Ở đây lấy xăng làm chết màu luôn mà nó không cháy mà cũng có khô đó. Lấy nguyên bình xăng đổ mà nó không thể phật. Còn mắc dịch gì đâu á. Cái mà quả nó vẫn không cháy tôi. Ở đây á, điểm bị hai ba cái nước. Kinh nghiệm sau này á. Mấy bước rồi à. Nó cũng... Anh nói ba kinh nghiệm là cái gì mà còn cỏ anh thấy cái gì dày á, thiệt dày anh giục ngay định dày giục ngay chỗ cháy, anh giục bắt cái bờ cháy tới anh giục tới đó là nó vừa tới đó là nó chậm lại rồi mình có khách mà để mình nó đúng chạy. Ra là theo nói, nói thì nói vậy thôi chứ đây nè nhà tôi đây nè quýu rồi nó nhà tôi nè hai vợ chồng quên mạng luôn đó nghe cái bồn nước massage đó ở sau cái sau lưng nhà tôi cái sinh rung đó nó cháy tới cái bồn nước đó mà nó ngúng ở đâu đó không còn nước nữa không có nước nữa nó ngúng đâu nó cháy đó mà nó bốc khói lên tôi nói nội cái mùi khói đó lên nó làm cả hai vợ chồng muốn xỉu luôn mà cũng phải nhảy vô dập tắt dập tắt cứ lo dập lửa thằng nhỏ nó biểu gọi nay quanh quanh nó gọi nay quanh tới rồi mà tôi còn ở đây dập lửa nó biểu mày phải đi ra chỗ khác chạy đi chạy chỗ khác cái thầy ơi phải thì... lấy cái mạng mình trước cái đã cái gì nó tới thì nó tới mà trong khi nó cháy tới cái vách nhà rồi lúc đó anh ba để là sao cái nhà của anh cháy trong nhà nó cát còn cháy ra ngoài là anh nghĩ là không có sao dù có cháy đi nữa không sao cũng đỡ chút dạ. Tôi kinh nghiệm với nó rồi tôi nói thầy ơi bỏ đi đi cái không tôi bỏ tôi nói ủa không được tự nhiên trong đầu này mày nghĩ liền tận nhân lực thì mới tri thiên mệnh chứ mà cháy ở ngoài mà mình đừng có nhào vô lửa thôi cứ lấy quất tận nhân được cái mất nhân mạng ấy. Ngay chỗ cái ông đó chứ nó cháy cái vách ông rồi mà thiệt hôm qua mà ông quất là cái vách đó ông sĩ thấy vô chừng một phút nữa thôi là nó cháy luôn cái nhà đúng không. Nhưng mà không sao nó tự nhiên tới đó ông ơi ông này ông có thần thông sao tôi không biết mà tự nhiên tới đó cái tôi đi vô trong nhà đi bước ra tới sao tôi nói ủa sao lửa nó tắt rồi nó không còn ngọn nữa tới cái vách trời ơi lúc đó thầy con khỉ gì lúc đó tôi nói thằng không nhớ nhớ chứ thông lúc nó lấy cây quất mẹ quất tới đâu tới lấy đụng gì cũng quất ông biểu tôi đi vô quên đó. Quên cả nóng nữa lấy tôi dám quất luôn thôi ông nè ông khỉ này ông biểu tôi vô trong toilet đó là xách thùng nước có nước đó mà nó có thùng một tôi ra tôi tưới được có thước quất quất thấy được yêu cầu cứu được cái vách đó đi rồi cái tính gì tính đi qua còn cái kho gì nó chả không xuôi sao rồi đó xong xuôi rồi đó mà ông mới kiều ông nước ngoài nè ông nước ngoài vách rồi bên tôi ông là ba ông chạy ra ngoài đâu lấy ông được ai mà ông này mày đi ra tay ra tay mở cửa nhà lấy người đi tôi đây tôi tắt cái mình rồi tôi đây ông đội ơi tôi về chạy về bên đây mở ông đó mà mở nó không ra nữa
tôi ra cái mặt vậy chạy chạy đi 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 đâu mặt này gọi ông chị tôi nói tôi cà lâm rồi tôi cà lâm cà bập mà ông yếu luôn mà một cái ông có câu là mọi là nó ông quá yếu rồi em nói anh không nghe vậy chứ anh ba ông nó cháy rồi ông cái bỏ cô chạy lấy người đi nó tới tôi đang cầm cái xóm anh cho cầm cái xóm cho mình thấy cái nhà mình đâu mà cái gì nó tay nó tay trời ơi ông đỏ mà ông bình quý ông là quý mà mình là mình nhớ tôi bị nhà giờ mình nhà đó kìa đó coi sao á đó cái tự nhiên đó có củi là đâu bán cỏ nè cháy vô mà cái đống cây tao để nó cháy tao có biết đâu má tự nhiên tao nó vượt trên hết hồn biết làm gì không nó thẳng cái thảm á, lấy dao cắt rẹt nó thảm, cái chụp lên cái xong rồi nó chạy lên đi tắm nước này, ở chưa cắt không? Từ cái lửa thế gian rồi đó, rồi mới nói tới cái lửa của Đức Phật nó đã. Hờ mấy cái dân ấy nhỏ nhỏ kìa. Mà lúc đó ông ba ông sợ chết vì cái giò ông tung cái giò ông chạy không à. Thôi ông ngày hai ông mỗi người thôi con ban con ban ông tung cái giò ông đâu chạy không ông mình chạy nữa anh đi chứ đi rồi thầy anh kia đi không ông ra rồi con ban con ban ăn rồi sáng giờ ngọt còn rồi tại hồi nãy chiên cái bánh tổ á ông ở đâu mà rồi ông đem 3 miếng bánh tổ rồi ông ba đem 2 miếng tới 5 miếng tôi ăn thì nào cho hết. Chiên nó gắn gần chết ông nội ơi. Có Phật tử tới thì mời ta ăn. Mà chiên dầu không à, cái bánh nó sao chiên dầu không, nó làm sao mà dầu không hả? Rồi nhân diện xong rồi hết rồi đó. Bây giờ nói chuyện này tí. Hôm qua ta đi mua cái theo lờ, thiêu lờ đó. Thì cái thằng, ta gặp cái thằng đó, nó chỉ tao nó có cái vườn rộng lắm. Nó bảo đừng mua thiêu lờ. Mày mua theo lờ thứ nhất là mày tốn tiền mày mua thiêu lờ à, thứ nhì nữa là mày phải làm cỏ chết bà mày luôn. Tại mày cào cỏ lên đấy gì? Tại cỏ như vậy gì mày làm cào cỏ mày đánh mà cỏ hoài, ngày nào cũng phải làm cỏ hết, quanh năm suốt tháng làm cỏ. Bây giờ tao chỉ cho mày cách này ha, mày mới lấy cái miếng cà tông á, ok mày chửi lấy cỏ nó chết chết trà đi, nó không có hơi mặt trời nó chết, nó chết á, khi mà nó chết rồi đó thì mày lấy đất soi vậy nè, mày đổ lên đó rồi mày kiếm mấy cái chỗ mà đi công ty cắt cây á, nó có cái mọt cưa đó, ba cái bào cưa nó gọi là wood chip á. Mày bảo đến nó cho mày free, nó đổ đến cho mày free. Mày chỉ phải san chạy thôi. Ăn ở làm phân. Hàng năm mày cứ làm như vậy, cỏ cắt tùm lum mày chứ đổ nó. Nó tự động nó tan ra. Nó tan ra mà mày nhớ nha, mày đừng có tưới nhiều nước. Tại vì nó đâu có nó đất nó ẩm lắm. Không cần tưới nhiều nước. Để tưới bớt nước nó cơ. Rồi ông nói hết chưa, hết tiền chưa? Rồi nếu mày làm như vậy mày trồng mấy rau cỏi mày trồng lên hết. Nó lên tốt lắm rồi. Mày khỏi cần phân nữa. Ok, cái đó là đúng rồi, nhưng mà nó bắt hết một mùa. Anh sao mùa được? Tại ông đẩy cái đó một mùa nó mới hết được ông nội. Anh sao đẩy mùa hết vậy? Giờ con đẩy, con lấy mấy cái tấm ván này bên này nó, ông Hồng dục đi đó. Con đẩy lên. Thay vì con lấy cắt tông á, con cắt tông cũng nhiều lắm. Thầy muốn con lấy cắt tông cho. Rồi, nhưng mà thằng đó ông nghe thế này nè. Ông nói cái cỏ của ông là cái cỏ thường, cái cỏ kiển. Còn bây giờ cái cỏ mình lấy cỏ chỉ. Ông nhớ rằng trong kinh đó cái phiền não nó giống như cái cỏ chỉ mà nó chằng chịt rồi. Nhưng đó. Mà nó ở dưới thì con đè nó rồi mà. Ông càng đè tới ông dở lên nó càng phừng phừng. Thì kệ nó chứ. Con kệ nó chứ, con đâu có dính dáng cho con không hại sinh mạng nữa. Con làm con là con hại sinh mạng con ba con sùng. Nói ông có hiểu ông sĩ mấy ông phân tích coi. Nó không có bao giờ hết được. Con đâu cần hết. Nó có cái gốc ở gốc là con biết rồi mà con đâu cần hết, cậy nó chứ con trên con mới xài chứ bình thường thôi. Hết sao ông trồng cái gì? Con trồng đấy cái đất con trồng nó. Con ăn lại nó lên tiếp không? Không có được. Thầy nó được. Anh tôi đè nó hết rồi. Nếu đè hết, bây giờ tao nói đạo Phật nè, nếu đè hết, ông Phật không có biểu tâu mẹ gì hết trơn á. Bởi vì ông nó đây ông cứ ông đè nó đi, ông đè cái phiền não ông xuống đi. Cái đó nó giống như cái gọi là vô minh trụ địa, tôi thường nói giải không hiểu không? Cái vô minh trụ địa này nè, cho nên nó giống như cái niết bàn của hàng sinh văn á, hàng sinh văn tu mà để đạt tới cái chỗ niết bàn đó là đè đó, diệt tham, diệt sân, diệt si, ráng mà đè nén tam bành lục tặc đó. Đó là lấy cái niết là đè lên thành cái cấp tu. Nhưng mà cuối cùng sao? Cái vô minh trụ địa nó còn, cái gốc nó còn, khi mà ông dở ra một cái đó là nó lên phân. Con hiểu nó lên, nhưng mà thứ nhất là
con tạm thời con làm con xài cái đó mấy năm chứ á. Không có mấy, không có mấy năm. Nó lên tháng liền à. Nó lên phần thần hả? Tao đè nó chết rồi. Làm sao mà chết được, nó lên còn ông đậu này, ông chơi ông này. Ông chơi ông này đau còn biểu đi lấy cái xôi, đi lấy cái vỏ cưa để lên nó còn lên còn. Nó lên đâu còn dỗ ông còn dỗ mệt ghế xa trường nữa. Nó lên sao nổi thay. Cái đó ông chơi ông cái đó là cái đó là phân đó. Cái đó là phân đó. Ông ơi, ông chọc ông chọc ông biểu vậy đó. Nó còn lên phân. Cái đó nó lên còn khỏi cần cái phân mà. Cái mùn cưa là phân đó. Ông ghẹo ông rồi, ông ấy ông không biết làm rẫy ông ghẹo ông rồi. Tao nói mày dư mấy miếng bánh bằng tôm. Ông dở lên. Ờ thì dở lên thì đốt, mà tao không có dở lên, tao đè nguyên như vậy, tao đè lên tao trồng cho nó luôn. À, có nghĩa là nhưng mà nó không tốt. Sao đây ông tốt thấy? Hả? Tiền có cái đó, cái này nói từ từ. Nó lẹ quá nó không có thành nguyên lý. Anh phải thấy nè, khi anh đè vậy đó. À. Thì cái mùn cưa nó chỉ tiếp xúc với cái miếng dán đó là hết rồi. Nó không có đất. Đâu có đất, đất cho... tôi mua đất tôi đổ trước lên cái mùn cưa xong. Tôi mua đất tôi đổ trước. Tôi chết tiền rồi. Trời ơi, mua đất mà đổ lên đó để mà chạy được 8 inch mà trồng được cái cây đó. Thì ông chết tiền. Chết tiền hơn cái ông biết đất tốn dữ lắm ơi, không? Ơi, đúng không? Nó hai ông nói có lý thuyết đi. Thì đúng. Yeah. Nhưng mà thực chất thì không làm được là bởi vì anh để cái miếng dán đó ở đây. À. Thì anh mới diệt được cỏ, tức là cỏ nó nằm im ở dưới. À, đúng. À, đúng luôn. Im chứ không là chết nha. Không chết, không chết. À. À. Rồi sau đó anh mới đổ cái đất lên miếng dán này. À. Rồi anh đổ mùn cưa lên, à. Rồi anh mới trồng lên. À, đúng. Cái bề dày tối thiểu cũng phải là 8 inch. Thì mới đủ để cho cái cây nó rễ nó ăn xuống tới cái miếng dán này á. À, là một cái thứ hai nữa là cái thời gian để mà cái rễ nó ăn thủng miếng dán này được đó. At least ổng nói một mùa thì cái miếng dán này nó mới mục thì nó mới thẩm no, xuống đâu tới đâu cái đâu cái... tôi muốn nó mục đâu. Anh không muốn mà nó cũng tự mục miếng dán. Họ muốn nó cũng tự mục mà nếu nó không mục trồng cây không được. Tại sao vậy? À, cây còn có đất rồi cây nó nhờ đất mà đất nên ăn hết rồi còn đâu có ăn nữa không giống như ông còn cái xác ăn hết rồi cái xác không sao đang nổi đổ lên xi măng giống như cha vậy đó là có nghĩa là đóng có cái bồ mà ông nội này ông trồng được có một hai bồ ông ăn hà còn ông nhớ mình trồng ở đây là mình trồng cái dễ là thu hoạch mình bán còn ông nói vậy là ông trồng có một hai chậu thôi đó ông nội ơi trời ơi ông cấy ông rồi ông phải mua kia rồi chị ơi hôm qua cái sân nhà bị cháy cho nên bữa nay đó là ông cũng được quà mà ông cũng được lộc mà tôi cũng được cái lộc. Ừ. Ông được ngày phải không? Tôi cũng được cũng được ngày. Ngày ông bằng chắc nhờ tôi tiền mặt. Ồ. Vậy. Tôi tới đây tôi đi đổ xăng nè. Không mà thôi bà làm bên đây đi, mai làm bên nào. Muốn không được mà làm bên này làm gì? Bây giờ thì tôi có tiền là ham tội nói gì? Ông ba làm luôn không có dơ. Không có. Không có. Ba làm đi mà. Mai đi. Không, mai rồi bữa nay là không đi chơi mà. Mình đồ mình xịt bên kia cho nó. Bữa nay người ta mặc bảnh tón vậy để đi chơi mà thầy biểu mừng. Quéo giò đủ tiền đâu đội nào cũng sợ chết. Nói trời ơi trời. Nói thì hay ông đứng ở ngoài la thì dữ lắm mà vô cuộc thì được la. Bỏ thầy ơi bỏ đi. Bỏ đi cái gì đó tới đó. Tôi lo ông cảm thấy được. Nó có cháy mà bự lên đâu, nó đâu có cháy phù gì đâu. Nó chạy lan nhanh lắm này, nó lan nhanh rồi. Con lan. Ông quá thôi mà. Lửa đâu có cao gì đâu. Ông bị bỏ tôi chạy ra ngoài đường đứng. Sao? Con nhỏ cảnh sát là hỏi everybody tao có đau everybody đau nó ok no problem không có body nào ra đây hết. Có nghĩa là nó cháy mà nó nổ bóp nó sợ. Rồi sợ mới có ra cái gì thôi. Ổng vậy đâu không. Cảnh sát nó không có đâu gì cái nó lại nó đứng nó ngắm hồi nó thấy không có gì hết nó ba xe cảnh sát nó hỏi vậy em. Tao đi mới về tao. Mai mà lúc đó nó hộn thỉ chưa về nó dòm lần này không mà mình cũng thiệt tình mình cứ mình thấy nó mình cứ mình thanh tay vậy cho rồi nên mình có lỗi mà cứ sorry vô thanh kiều vô mình cứ mình làm vậy. Tao thấy mà, có khi nào nó không hỏi mấy ông nó buồn tôi hỏi gì. Cái phô này bằng lái hỏi tà lưa chứ tao đâu phải owner đâu không nhưng mà mày là ở đây mà làm đây bởi vì tại sao đâu hỏi ông này ông biết nó không trả lời được còn tôi thì tới no 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 no
cho nó đi vô bất kỳ đồ mình lết từ đấy ra vậy không tao cầu cái tôi thì được con sĩ về tôi nói trời ơi con sĩ đỡ quá. Và cái gì mà 6-7 xe của quả nó chặn cắt đường luôn á. Ừ, đúng rồi. Quẹo vô mấy xe là tôi là chết mẹ chú lết rồi đâu có đó, đã cứu gì được gì đó. Là lúc đó là không ai được đi luôn. Cái ngã tư này bất hết cắt cả luôn. Không cho đâu, không cho chạy được mà. Cảnh sát không cho vô, rồi quả cũng chặn cho vô. Ừ, chạy chạy tới đây cái nó hỏi mày không được kia tôi nói nhà tao cháy đó. Mày xua. Ừ, nhà tao chạy. Ủa rồi qua cái bản đó là nó ký cái gì vậy? Ký gì vậy? Anh đang nhận thì phòng báo tin. Giờ không có tiền ăn mà phải đứng bên tiền bạc. Mày bỏ cho phòng đi đó.